ngàn dặm đường xa cách này quang. Chúc nguyện đệ tử được bình an, mong trời nhỏ phước cho dân thiện. Kính thưa quý quan khách và quý đồng đạo kính mến, căn cứ 11 điều 46 luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Việt Nam về việc giảng đạo truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo và thực hiện theo chương trình đạo sự trọng tâm của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo nhiệm kỳ 2019-2024 đã được cấp toàn đạo thông qua. Căn cứ đơn đề nghị thuyết giảng sinh hoạt tôn giáo số 09, bản đề nghị của Ban trị sự ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Lê Chánh được sự chấp thuận của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo cùng với sự phân công giáo lý viên của Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương tại công văn số 2080-2024, bản phân công của Ban trị sự Trung ương An Hòa Tự ngày 18 tháng 7 năm 2024 về việc bản phân công giáo lý viên thuyết giảng tại Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Lê Chánh. Được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân xã Lê Chánh và Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu cho phép tổ chức thuyết giảng tại công văn số 2529 VBNV Tân Châu ngày 14 tháng 8 năm 2024 về việc tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa hảo tại xã Lê Chánh. Hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo xã Lê Chánh long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng tín đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo trong địa phương để hiểu biết và tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ đã dạy. Trong bầu không khí trang trọng này, chúng ta vui mừng chào đón hai vị giáo lý viên của Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo đảm trách bình giảng hai đề tài. Một, giáo lý viên Huỳnh Văn Đực bình giảng 4 câu trong bài Diệu Pháp Quang Minh mà Đức Huỳnh Giáo chủ sáng tác tại Hòa hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Đó là bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắt đá dám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ để huynh, noi chỉ ấy sửa sang thời thế. Thứ hai là giáo lý viên Phạm Trung Cang tìm hiểu ý nghĩa 6 câu trong quyển tư Giác Mê Tâm Kệ mà Đức Huỳnh Giáo chủ sáng tác tại Hòa hảo năm Kỷ Mão năm 1939. Đó là học đạo lý như đờn chúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo, lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm chí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay. Mời tất cả quý vị quan nghênh chung. Đến dự buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin hân hạnh đón tiếp quý vị đại diện đảng, chính quyền địa phương đến tham dự và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường, cán bộ công an xã Lê Chánh.
Mời quý ban tổ chức chúng tôi hân hạnh đón tiếp đồng đạo Quỳnh Văn Đực là vị giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương đến từ xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp đồng đạo Phạm Trung Cang là vị giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương đến từ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Về phía ban trị sự, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng đạo Nguyễn Tấn Phước là trưởng ban ban giáo hội Phật giáo Hoàn Hảo xã Lê Chánh, cũng là trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi hân hạnh đón tiếp toàn thể quý vị các ban trị sự cũng như đồng đạo trong và ngoài địa bàn thị xã Tân Châu đến dự đông đủ, nhiệt liệt hoan nghênh chung. Tiếp đến là phần nghi thức tôn giáo. Vậy kính mời toàn thể quý vị quan hệ đứng lên thân trang nghiêm tâm thanh tịnh hướng về lễ đài. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật kính thôi, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ kính. Thưa xong mời quý vị an tọa. Tiếp đến mở đầu chương trình là phần đọc diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Phước là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Lê Chánh đến diễn đàn phát biểu khai mạc buổi thuyết giảng hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý cô bác và anh chị em đồng đạo gần xa kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất năm Giáp Thìn 2024 tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Lê Chánh. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến tất cả chư quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa chư quý vị, thật là niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Với sự hiện diện của quý vị đại diện cho chính quyền địa phương, quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn trong và ngoài địa bàn của thị xã Tân Châu và các nhà mạnh thường quân, chư quý đồng đạo gần xa đến tham dự đông đủ. Thật sự đây là một động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong công cuộc xiển dương chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đó là nên cố gắng tráo thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cần thiết, bởi có hiểu đúng mới làm đúng, Đức Thầy cho biết. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Có thể nói giáo pháp học Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khế cơ, vừa mang tính khế lý, vừa phù hợp với tinh thần thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước,
góp phần phát huy giá trị đạo đức tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức thầy từng khuyến khích nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Lê Chánh cùng bà con tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây, tôi xin thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất năm Giáp Thìn 2024. Kính chúc chương trình thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỷ thần đất Việt chứ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ăn Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm gì nỗi cảnh quốc pha gia dông mấy quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chỉ siết xót thương chúng sanh dạng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thê cứu dân, giống thân dị quốc huống chi nái cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lội xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chưa chan, thương bách tính tới hồi tái họa, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang.
thiên tạo đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới. Trong cái buổi hạ quân này, sai mê giặc dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đã trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào, thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tê nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có về đâu. Chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta, tùy tình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia, độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới tâm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống tiếc, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách, Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há là biết chi thân phàm tục. Sống vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo ban tổ chức, kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Phước là chị sự duyên tài chánh đọc lại bài lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều dân cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta chẳng nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Hãy để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường lối rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán chuyện ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai dự định chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo hoàn toàn để trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường ai dùng giấy hoàng xét người cho tộc xét thân ta. Nếu người do bằng vui lòng thứ ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Dương Thị Bé Ba đến từ thành phố Châu Đốc lên diễn đàn diễn ngâm lại một đoạn trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
độ giấc người hữu đức. Đây ai hạ gớm lên sống mà giấc lòng bồ đề sắc đa giấc cần. Cả tiếng kêu lớn nhỏ để quên, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời quá bụi chinh chinh vừa xây, chờ ít lâu quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn đồng đạo cho buổi thuyết giảng lượt hai. Xin kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Thương đến diễn đàn diễn ngâm lại một đoạn trong quyển tư Giác Mai Tâm Kệ. Nam mô A Di Đà Phật. Việc thế gian như thế cục cờ, thân giới thôi một ngày nước tương, nào ai có gạt dân nói vướng mà dương trần liệu lượng chánh rằng ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu, học đạo lý như đời chúng đều hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lỗ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm chí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh giới lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơi
ngần. Làm ác đức nhiều điều quanh quần, như gà cò ăn bận tối say. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thằng ngài lao khổ. Nhớ thở trước thích quái linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương. Chốn rừng tầm ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo. Tiếp theo chương trình là phần đáp từ và tuyên bố bế mạc. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Trương Thị Thật là vị sự viên phổ truyền giáo lý đến diễn đàn phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc. Xin kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, sau hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng ta cùng được nghe hai vị giáo lý viên trực thuộc Ban Phổ Truyền Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo Trung ương thuyết giảng. Qua nội dung nhị vị giáo lý viên thuyết giảng hôm nay, nhận thấy kiến thức rất phong phú, có bố cục chặt chẽ, âm điệu rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu. Và đặc biệt là sự tận tình truyền đạt, giúp toàn thể chúng ta thấm nhuần thêm lời dạy sâu sắc của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Để chúng ta vững tin, thực hiện chính xác, nhằm mang lại cái lợi ích cho chính mình, cho nhân loại chúng sinh, và hoạt động đạo sự có hiệu quả, đúng hiến chương, đúng quan điểm của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với phương châm vì đạo pháp, vì dân tộc mà không bị lầm lạc vào tà kiến. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách nhân chút thời giờ quý báu đến tham dự. Chân thành cảm ơn nhị vị giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo Lý Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung ương không quản ngại đường xá xa xôi, theo sự giới thiệu của Ban Trị sự Trung ương, đến đây truyền đạt giáo pháp của Đức Thầy cho tín đồ địa phương nghe hiểu đúng để tu học. Chân thành cảm ơn quý vị đại diện Ban Trị sự, các Ban Trị sự và đồng đạo trong và ngoài xã nhân chút thời gian quý báu đến tham dự buổi thuyết giảng đông đủ. Điều đó góp phần giúp cho buổi thuyết giảng được tăng thêm phần long trọng. Chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân đã hỗ trợ tài vật trong buổi thuyết giảng hôm nay. Chân thành cảm ơn Ban Công an xã Lê Chánh đã hỗ trợ an ninh trật tự, giúp cho buổi thuyết giảng luôn được bình yên ổn định. Chân thành cảm ơn các tiểu tổ, anh em trong ban tiếp đãi, âm thanh ánh sáng, các chị em trong tổ hậu cần của ban tổ chức phục vụ tận tình trong suốt thời gian tổ chức, giúp cho buổi thuyết giảng đạt được thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn tổ chiên bánh xèo giúp cho đồng đạo chúng ta đến dự buổi thuyết giảng có được bữa ăn ngon miệng.
Chân thành cảm ơn nhà tài trợ bánh bao. Chân thành cảm ơn đoàn làm phim An Bình A đến từ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã truyền tải hình ảnh đến với đồng đạo gần xa. Chân thành cảm ơn gia đình đồng đạo Thanh đã hỗ trợ cho mượn rạp bàn ghế để phục vụ trong buổi thuyết giảng hôm nay. Chân thành cảm ơn gia đình đồng đạo Nguyễn Hồng Kha đã tự nguyện cho mượn nhà đặt làm nơi máy đạo tràng để bà con tín đồ cung kính lễ bái, tổ chức hai lần đại lễ, các lần thuyết giảng trong năm, có nơi sinh hoạt tôn giáo được thành công trọn vẹn. Sau cùng, chúng tôi xin kính chúc cho toàn thể quý vị đang hiện diện nơi diễn đàn này luôn được thân khỏe, tâm an, hạnh phúc, thành đạt trên mọi lĩnh vực. Kính chúc hai vị giáo lý viên nhiều sức khỏe và luôn thành công, làm tròn bổn phận trong cuộc phổ truyền giáo pháp của Thầy Tổ mà Đức Thầy từng nhắc nhở. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Kính chúc quý đồng đạo thông tâm thường an lạc, đạo quả viên dung, bồ đề tâm tăng trưởng. Đến đây chúng tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo. Cuối cùng chương trình hôm nay là đến phần nghi thức bế mạc. Vậy xin kính mời tất cả quý đồng đạo đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài đồng tiến hành. Một phút trang nghiêm. Kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi. Kính lễ Đức Thầy. Kính. Thưa xong. Lễ nghi thức đã xong, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính mời quý khách và đồng đạo. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thái mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân.
mà dùng chai thanh khiết. Bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây